Thừa sự Tăng Sai. Trong bộ truyện của Tam Tạng Pháp Sư quyển thứ 10 để ở chùa Đại Từ Ân có đoạn tường thuật về việc Pháp Sư phiên dịch kinh Đại Bát Nhã này do Hội Ấn Hành Kinh Điển tại Hương Cảng có trích đăng nơi tập mục lục năm 1958. Tôi xin phụng dịch như sau. Các nước phương Đông trọng kinh Bát Nhã đời trước tuy đã có phiên dịch nhưng chưa thể chu toàn đầy đủ, nên nhiều người lại muốn thỉnh lệnh ủy dịch. Song Bát Nhã là bộ kinh to tát, ở kinh đô nhiều việc rắc rối, lại nữa nhân mệnh vô thường, e khó được thành tựu viên mãn, nên mới thỉnh xin dọn đến ở cùng Ngọc Hoa mà phiên dịch. Nhà vua bằng lòng phê chuẩn ngay, tức là mùa đông tháng 10, niên hiệu Hiển Khánh năm thứ tư, Pháp Sư từ Kinh Đô phát hướng về Ngọc Hoa Cung, và cùng chư vị đại đức thuộc hội đồng phiên dịch và môn đồ, thầy đồng hành nhất thể. Đến nơi an trí tại Viện Túc Thành, lấy làm trụ sở phiên dịch, còn việc cung cấp các việc y như khi ở Kinh Sư. Đến ngày Nguyên đán tháng Giêng, mùa xuân năm thứ năm khởi đầu dịch kinh Đại Bát Nhã, bản chữ Phạn tổng có 20 vạn bài tụng, văn đã rộng lớn, kẻ học đồ muốn cầu thỉnh xin lược bớt, nên Pháp Sư Hầu muốn thuận theo ý chúng, như Ngài La Thập đã làm, cắt bỏ bớt những đoạn văn phiền phức trùng điệp. Khởi nghĩ ấy rồi, đêm nằm mộng, thấy có những sự trạng để gian cảnh giới nhau, như hoặc thấy bay lên trên cao nguy, đi nơi hiểm khốn, hoặc thấy thú dữ bắt người, vân vân, run sợ toát mồ hôi mới được thoát khỏi. Khi đã tỉnh giấc kinh hãi, đến các chúng nói lại việc ấy và lại y như kinh phiên dịch rộng đủ. Trong đêm bèn thấy chư Phật Bồ Tát phóng hảo quang nơi trạng giữa mày mắt, soi xúc thân mình, tâm ý vui thích. Pháp Sư lại tự thấy tay cầm đèn hoa cúng dường chư Phật, hoặc thấy thăng lên tỏa cao vì chúng thuyết pháp, có nhiều người vây quanh ngợi khen cung kính, hoặc mộng thấy có người đem danh quả phụng biếu cho mình. Tỉnh giấc vui mừng, chẳng dám cắt bỏ bớt nhất nhất đúng như bản chữ Phạn mà dịch. Đức Phật thuyết kinh này tính ở bốn chỗ: một, núi Thiếu Phong nơi thành Vương Xá; hai, vườn Cấp Cô Độc; ba, cung trời Tha Hóa Tự Tại; bốn, tịnh xá Trúc Lâm thành Vương Xá. Tổng cộng 16 hội hợp thành một bộ, nhưng Pháp Sư từ ở Ấn Độ tìm được 3 bản, đến ngày phiên dịch đây trong văn có chỗ nghi ngờ, tức đem 3 bản so sánh lấy làm quyết định, ân cần tra xét lại kỹ càng, rồi mới chịu hạ bút thành văn, tâm ý tra xét cẩn thận đúng mức, thật từ xưa chẳng sánh kịp, hoặc văn trái với ý chỉ sâu thẳm, ý hiểu còn có do dự rụt rè, tất cảm giác cảnh lạ lùng, tưởng như có người trao cho minh quyết, tâm trí liền rỗng vỡ vạc thông suốt, như vẹt mây mù mà thấy mặt trời. Pháp Sư tự nói rằng, chỗ ngộ hội như đây đâu phải trí cạn cợt huyền trang tôi mà thông suốt được, đều là được chư Phật Bồ Tát đã âm thầm gia hộ vậy. Hội thứ nhất của kinh có phẩm nghiêm tịnh cõi Phật, trong ấy nói, các chúng Bồ Tát Ma Ha Tát vì Bát Nhã Ba La Mật Đa dùng thần thông nguyện lực đựng các ngọc báu thượng diệu, các diệu hương hoa, uống ăn trăm vị, áo mặc âm nhạc của cõi đại thiên tùy ý sanh ra năm trần diệu cảnh, các thứ cúng dường để trang nghiêm chỗ thuyết pháp. Lúc ấy, Ngài tự chủ chùa Ngọc Hoa hiệu Huệ Đức và các ngài đại đức tăng hội đồng dịch kinh trong đêm ấy đồng mộng thấy trong nội cảnh chùa Ngọc Hoa rộng rãi nghiêm tịnh, lịch đẹp trang nghiêm, nào là phan trướng, xe báu, nào là tràng hoa, kỹ nhạc, vân vân, đầy nhẫy trong nội cảnh chùa, lại thấy có vô lượng tăng chúng tay cầm lọng hoa và đồ cúng dường như trên đồng đến cúng dường kinh Đại Bát Nhã. Những đường xá, tường vách trong khu vực chùa đều trang hoàng đẹp đẽ, đất đầy danh hoa, tăng chúng đồng dẫm trên mà đi, đến như viện phiên kinh, nơi viện lại càng bội phần đẹp đẽ lạ lùng, như kinh đã chép cõi bảy báu trang nghiêm, lại nghe thấy trong viện có 3 gian nhà để giảng thuyết, Pháp Sư ngồi gian giữa diễn giảng,
đã thấy đấy rồi, vui mừng thức giấc, đồng đến thăm hỏi nói việc đã thấy trong mộng với pháp sư. Pháp sư bảo: Này chính dịch phẩm này, các Bồ Tát thầy tất có cúng dường, các thầy đã mộng thấy, tin có việc ấy. Ôi, bây giờ bên điện có 2 cây mít, bỗng lúc phi thời lần lượt nở hoa, mỗi hoa đều nở 6 đoá thịnh mộng, sắc hồng trắng, thật đáng yêu phi thường. Lúc đấy, tăng chúng luận nghị rằng, đây chính là triệu chứng điềm lành bát nhã được xiển dương lại. Lại ra 6 quả là tiêu biểu 6 ba la mật đa. Nhưng pháp sư khi dịch kinh này, tâm trí miệt mài và hằng lo lắng vô thường, nên mới bảo chư tăng rằng, Huyền Trang tôi năm nay đã 65 tuổi, chắc sẽ bỏ mạng ngôi già lam này. Bộ kinh này rất lớn lao, hằng lo sợ việc làm chẳng trọn vẹn, người người nên nỗ lực gia công tinh tiến, rất chớ nên vì khó nhọc mà từ nan. Đến ngày 23 tháng 10 niên hiệu Long Sóc năm thứ 3 mới được hoàn tất công việc phiên dịch, hợp thành 600 quyển, gọi là Đại Bát Nhã Kinh vậy. Chắp tay hoan hỉ vào độ chúng rằng, kinh này đối với địa phương đây có phước duyên lắm, Huyền Trang được đến ngôi chùa Ngọc Hoa này là thần lực của kinh vậy. Trước kia khi còn ở kinh sư, nhiều các duyên sự lôi kéo rắc rối, đâu còn thì giờ rảnh. Nay nhờ về đây công việc được xong trọn vẹn, đều là nhờ chư Phật âm thầm gia bị, Long Thiên ủng hộ. Vì là kinh điển trấn quốc, viên ngọc lớn của người trời, đồ chúng nên đều hớn hở, vui mừng nhảy nhót. Bấy giờ ngài Duy Na, chùa Ngọc Hoa, họ Đô, hiệu Tịch Chiếu, vui mừng khao thưởng tất công mới thiết trai cúng dường. Cũng chính ngày ấy, thỉnh kinh từ điện Túc Thành, đem về điện Gia Thọ là chỗ trai sở, giảng diễn, đọc tụng. Chính lúc đang nghinh thỉnh kinh đi, bát nhã phóng quang soi khắp xa gần, và có mùi thơm phi thường. Pháp sư bảo các môn nhân rằng, như kinh đã tự ghi rằng, phương này sẽ có kẻ vui muốn đại thừa, là quốc vương đại thần. Bốn bộ đồ chúng biên chép thọ trì đọc tụng lưu thông khắp cõi, đều được sanh thiên giải thoát rốt ráo, đã có văn đây chẳng lẽ lặng thinh vậy sao? Qua ngày 22 tháng 11, dạy đệ tử là ngài Khuy Cơ dâng biểu phúc tấu lên vua và thỉnh xin ngự chế bài tựa nơi kinh. Đến ngày 7 tháng 12, quan thông sự xá nhân là Phùng Nghĩa tuyên đọc sắc lệnh xuống lời hứa. Sau khi dịch kinh bát nhã xong, pháp sư tự cảm giác sức lực nơi mình suy kiệt, biết vô thường sắp đến, nên mới bảo môn nhân rằng, tôi đến Ngọc Hoa này bản duyên là bát nhã, nay việc kinh đã trọn vẹn sinh nhai tôi cũng vừa hết. Nếu sau khi vô thường, các người khiển tán tôi phải theo kiệm ước tỉnh giảm, có thể nên lấy tre làm chiếu gói liệm mà gánh đi cũng được, nhưng phải chọn lựa chỗ núi khe chật hẹp mà an trí, chớ để gần bên cung chùa, vì thân này là vật bất tịnh nên phải để chỗ khuất xa. Các kẻ môn đồ nghe lời đau buồn nghẹn thở đó. Các kẻ môn đồ nghe lời đau buồn nghẹn thở đó đều lau lệ đồng vội thưa rằng, hòa thượng khí lực hay còn khá, tôn nhan chẳng khác lúc xưa là mấy, mà sao vì lẽ gì bỗng thốt ra lời buồn nghẹn ấy? Pháp sư nói, tôi tự biết tôi, các người do đâu hiểu được. Ngày Sóc mùng 1 tháng Giêng mùa xuân, niên hiệu Lân Đức Nguyên Niên, các ngài đại đức trong hội đồng phiên dịch và tăng chúng chùa kia ân cần xin thỉnh dịch kinh Đại Bảo Tích. Pháp sư thấy tăng chúng trí thành khẩn thiết mới miễn cưỡng dịch được vài hàng, liền xếp phạn bản mà đình chỉ, bảo chư tăng rằng, kinh này bộ quyển cùng bát nhã cũng suýt soát đồng, Huyền Trang tôi tự lượng khí lực chẳng còn làm xong việc này nữa, thời kỳ chết đã đến, thế chẳng còn bao xa, nay muốn đi đến các hang động Lan Chi lễ bái từ tạ tự Phật Câu Chi. Rồi lúc ấy cùng môn nhân đồng khởi hành, tăng chúng tùy tùng khá đông, không ai chẳng lặng lẽ bùi bụi. Rồi lúc ấy cùng môn nhân đồng khởi hành,
Tăng chúng tùy tùng khá đông, không ai chẳng lặng lẽ bồi ngồi. Lễ bái xong trở về chùa, chuyên tinh hành đạo bèn tuyệt hẳn sự nghiệp phiên dịch. Kinh Đại Bát Nhã là mẹ chư Phật ba đời đồng nương tựa đây, siêu vượt tuyệt đối, rất tôn rất thắng, không luận thiền tịnh hiển mật, nếu chẳng minh đạt Bát Nhã, tức chẳng thè vào biển nhất thiết trí. Cho nên hành giả muốn giải thoát sanh tử, muốn chứng chân như, nên cần học Bát Nhã mới có thể thành tựu được. Lời của Ủy viên Hội Ấn Hành Kinh Điển tại Hồng Kông Hương Cảng. Tam Tạng Pháp Sư khởi đầu dịch Kinh Đại Bát Nhã này vào ngày Nguyên Đán mồng 1 tháng Giêng mùa xuân, niên hiệu Hiển Khánh, năm thứ 5, vào triều vua Thái Tông Văn Hoàng Đế, tức là vào khoảng giữa thế kỷ thứ 7, nhà Đường lập quốc 618, vua thứ nhất 9 năm, vua thứ hai 23 năm, tức Thái Tông Văn. Đến ngày 23 tháng 10 mùa đông, niên hiệu Long Sóc năm thứ 3 mới hoàn tất, thời gian mất 3 năm. Phần tôi khởi dịch, ngày 25 tháng 5 năm Giáp Dần, tức tháng 6 năm 1972, đến ngày 8 tháng 4 năm Kỷ Mùi, tức tháng 5 năm 1979, thời gian mất 7 năm. Dịch xong, Pháp Sư chắp tay vui mừng bảo đồ chúng rằng, kinh đầy đối địa phương này có duyên, nay được chọn xong, đều là nhờ chư Phật Minh Gia Long Thiên ủng hộ, vì đây là kinh điển trấn quốc, khối ngọc to lớn của người trời, đồ chúng nên đều hớn hở, nhảy nhót vui mừng. Rồi ông Duy Na chùa Ngọc Hoa thiết chay khoản đãi vui mừng tất công, và ngay ngày ấy rước kinh từ điện này qua điện nọ, kinh phóng hào quang vân vân, đều là chư Phật Long Thiên, người và oai lực của kinh, đồng nói lên nỗi vui mừng cho chúng sanh được hạnh phúc. Cho nên lời ngự chế của Đường Thái Tông có câu rằng, thánh giáo khuyết mà lại được toàn, chúng sanh tội mà toàn được phước. Thánh giáo khuyết mà lại được toàn, chúng sanh tội mà hoàn được phước. Trải qua gần 7 thế kỷ, từ Hớn Chí Đường hơn 600 năm, người Phật tử Trung Quốc mới có được bộ kinh Đại Bát Nhã 600 quyển trọn vẹn đầy đủ. Phật giáo du nhập vào Việt Nam ta hơn 18 thế kỷ mới nói chuyện có. Từ thời Ngài Kiêu Ma La Thập dịch 400 quyển, Ngài Huyền Trang dịch 600 quyển, hai bộ kinh này hai bộ kinh này tuy có truyền vào Việt Nam, nhưng bằng chữ Hán thì vẫn là của người ngoại quốc. May sao do Ủy viên Hội Ấn Hành Kinh Điển tại Hương Cảng họ Ảnh ấn bộ kinh Đại Bát Nhã 600 quyển này vào năm 1958, truyền sang miền Nam Việt Nam mới có một người Việt Thích Chí Nghiêm tôi, ngồi trên đồi núi Trại Thủy thuộc thành phố Nha Trang, quyết chí miệt mài dịch từ Hán văn sang Việt văn, sau 7 năm hoàn thành 600 quyển kinh 5 triệu chữ, kiểu đếm chữ dễ dàng như sau. 600 quyển phân thành 24 tập, ngoại trừ tập mục lục. Mỗi tập có 25 quyển, mỗi quyển trung bình 40 trang, mỗi trang 20 hàng, mỗi hàng 20 chữ. 10 trang 2.000 chữ, 40 trang 8.000 chữ, 10 quyển có 80.000 chữ, 100 quyển có 800.000 100 quyển có 800.000 chữ, 600 quyển tổng số 4.800.000 chữ, chưa kể hai bài ngự chế của hai vua nhà Đường và 16 bài tựa của 16 hội do dịch giả viết tại chùa Tây Minh, ký hiệu Huyền Tắc, chớ không để Huyền Trang. Toàn kinh có 16 hội, hội thứ nhất chiếm 400 quyển có một bài tựa, còn 200 quyển 15 hội có 15 bài. Không như thông thường, một bộ kinh là chung một tựa. Quyển Kim Cương Bát Nhã ta thường tụng thuộc hội thứ 9 cũng riêng một tựa. Như thế, bộ kinh này dịch ra Việt văn đầy đủ không dưới 5 triệu chữ. Phật nói Đại Bát Nhã là viên ngọc đại bảo thần châu vô giá. Châu này ở chỗ nào là chỗ đó khí hậu điều hòa, chúng sanh an lạc. Người Phật tử Việt Nam ta đã được Bát Nhã thần châu này chắc cũng phải vui mừng sung sướng như người Phật tử Trung Quốc đã vui mừng nhảy nhót. Kỳ Pháp Sư khởi đầu phiên dịch,
tăng chúng muốn ngài lược dịch. Pháp sư theo ý chúng, đến đêm mộng thấy những điểm triệu kinh hãi. Sáng ngày ra trước chúng đổi ý kiến và nói, phạn văn một chữ là tôi dịch ra hán văn một chữ. Thời đêm đến, ngài mộng thấy chư Phật phóng quang soi đến thân mình và tự thấy mình thăng tỏa đi chúng thuyết pháp, hoặc mộng thấy có người mang danh quả đến biếu. Khi thức giấc vui mừng chẳng dám bỏ bớt. Điểm này các nhà phiên dịch kinh Phật phải lưu ý cho lắm vậy. Các đức Phật cần khổ tu hành ba vô số kiếp mới nói được lời nói chánh pháp, mà chúng sanh gạt bỏ bớt là đắc tội với chánh pháp. Nếu làm không nổi thì đừng giờ tới, không có tội gì hết. Rồi tới điểm mộng công cộng, ngài Huệ Đức chủ chùa Ngọc Hoa và hội đồng dịch kinh, một đêm nọ đồng mộng thấy trong khu vực chùa này từ trong ra ngoài, từ trên đến dưới huy hoàng trang nghiêm, tràng phan bảo cái, cờ lọng hương hoa, đèn sáng, nhạc trỗi tưng bừng rực rỡ, như trong phẩm nghiêm tịnh cõi Phật mà kinh đã nói. Lại còn thấy nghe Pháp Sư Huyền Trang ngự trên tòa giữa nhà thuyết pháp. Sáng ngày đồng đến chỗ Pháp Sư nói lại việc mộng đã thấy và tham hỏi ý kiến. Pháp Sư nói, nay chính đang dịch phẩm kinh ấy, thời có các Bồ Tát đến cúng dường, chư Sư đã thấy phải tin có việc này. Đó là việc mộng, sau đây là chuyện thực. Khi bấy giờ gần bên chánh điện chùa Ngọc Hoa có hai cây mít nại thọ bỗng ra hoa phi thời, mỗi hoa đều ra quả, sáu quả sắc hồng trắng, thịnh màu xinh đẹp đáng yêu quý lắm. Lúc ấy tăng chúng bèn luận rằng là triệu chứng bát nhã, tái xiển dương, mà ra sáu quả lại là tiêu biểu sáu ba la mật đa. Khởi đầu dịch kinh này, đầu hè năm 1972, sang giữa mùa xuân năm 1973, thì một hôm, bỗng nhiên có bốn em nữ sinh đến chơi chùa và xin tôi chụp bóng phong cảnh. Tôi chấp nhận cho chúng tự do xem cảnh, nhưng tôi thấy tác phong các em này hơi khác lạ, chẳng như nữ sinh trung học Bồ Đà, nên tôi mới hỏi thì chúng đáp, chúng con là nữ sinh trường trung học Hưng Đạo, các con là con của tín đồ Thiên Chúa, Hưng Đạo là tư thục của Thiên Chúa giáo. Thế rồi chúng đi chụp bóng bồn bông này sang chậu hoa nọ, khóm trúc cành mai, cội phong lan, gốc cổ thụ, rồi hai em vui vẻ bước vào trước tôi. Thưa ông, cây mít của ông nó ra sáu trái thật đẹp quá, mời ông ra đứng bên nó cho chúng con chụp tấm bóng để kỷ niệm. Đang lúc tôi viết, cũng đã hơi mỏi và thấy chúng ân cần, nhóm dậy bước ra đứng bên sáu trái mít. Chúng nhiếp ảnh xong, tôi trở lại bản viết. Thế là chúng thu nhiếp những gì là xuân hoa tuyết sắc của chốn tăng viên và sau chót thu nhiếp sáu quả ba la mật đa vào trong ống kính. Rồi chúng vui vẻ cáo từ dắt tay nhau xuống dốc. Sau hơn 15 hôm, chúng gửi lên tặng tôi tấm bóng cây mít có sáu quả. Bất ngờ nhận được tấm bóng, xem đẹp thật, rồi thản nhiên cất đi chứ không nghĩ gì có liên hệ đến kinh điển. Vì bộ kinh tôi dịch thất lạc quyển mục lục, mà chuyện của Pháp Sư trích đăng nơi quyển mục lục, nên khi sáu quả mít xuất hiện, tôi không hề biết tới. 3 năm sau, mới mượn được mục lục, mới nhận thấy sự việc đã hiện ra trước đây, hơn 12 thế kỷ, nay lại xuất hiện tại đây, biết đâu xưa nay chẳng phải là hai. Vì việc xảy ra tại đây là việc ngẫu nhiên 100%, chúng tự nhiên đến chơi, chúng có sáng kiến mời chủ ra chụp bóng và tặng bóng cho chủ, bởi lời Đức Phật nói ra kinh điển bất khả tư nghì, không vì thời gian lâu xa, địa dư cách trở, mà chỉ vì duyên lành đến lúc cơ cảm thành thục là có điểm thụy ứng vậy thôi. Người xưa có câu, quả trung nại chân, nghĩa là trong các loại trái cây, trái mít là quý trọng hơn hết. Đức Phật thuyết ra các pháp, sáu pháp ba la mật đa là thẳm sâu mầu nhiệm cao thượng hơn hết. Cho nên trường hợp sáu trái mít đã hiện ra cách đây hơn 12 thế kỷ, mà người ta phải ghi vào lịch sử phiên dịch kinh điển, ngày nay lại tái diễn một lần nữa ở đây, có lẽ cũng là điểm thiêng liêng nào trong phạm vi đạo pháp. Thời giáo Bát Nhã này, Đức Phật thuyết thời gian 22 năm,
Nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm. Pháp hội có 16 pháp hội, địa điểm có 4. 1. Tại chót núi Thiếu Phong, nơi đây Đức Phật trước sau đi lại 6 lần để thuyết kinh này. 2. Tại vườn Cấp Cô Độc, nơi đây Đức Phật trước sau đi lại 7 lần để thuyết kinh này. 3. Tại cung trời Tha Hóa Tự Tại, nơi đây Đức Phật đã thuyết kinh này. 4. Tại bên ao Cỏ Trắng thuộc phạm vi Tinh Xá Trúc Lâm, nơi đây Đức Phật đã thuyết kinh này. Tổng cộng tất cả là 600 quyển. Số phẩm từ hội thứ nhất đến hội thứ sáu tổng cộng có 265 phẩm. Từ hội thứ bảy trở đi, kinh không nêu ra phẩm.